Thủy Thâm Nguyên xin chào tất cả các anh chị và các bạn đang theo dõi kênh tư vấn hồ sơ phong thủy của Phong Thủy Thâm Nguyên. Chúng ta bước sang cái chuỗi series tiếp theo liên quan đến phân tích các tháng vượng để chúng ta xây mới hoặc là tu tạo sửa chữa cho một ngôi nhà. Như video trước đó thì Đức Trung có chia sẻ với các anh chị, với cái tháng riêng là tháng Mậu Dần thì chúng ta có thể là xây mới được với nhà hướng nào và tu tạo sửa chữa được với phương vị nào. Với cái tháng riêng tháng Mậu Dần thì chúng ta có thể xây mới được với nhà hướng Nam và cũng không nên tu tạo sửa chữa bất cứ thành phần nào, bất cứ phương vị nào hay bất cứ cái khu vực nào trong ngôi nhà của mình đối với tháng riêng tháng Mậu Dần. Bước sang với tháng thứ hai đó là tháng Kỷ Mão. Bước sang tháng 2 tháng Kỷ Mão với việc đó xây mới thì trong cái tháng 2 là tháng Kỷ Mão này chúng ta cũng có thể xây mới được với cái nhà hướng Nam. Đó là với nhà hướng Nam bao gồm ba xu hướng là Bính Ngọ Đinh có giải độ từ 157,5 độ cho đến 202,5 độ. Với hướng Nam này chúng ta xây mới được trong cái tháng 2 rất là cát lợi với là tháng Kỷ Mão. Việc tu tạo sửa chữa thì chúng ta có thể tu tạo sửa chữa được với phương vị Nam luôn, tức là phương vị phía Nam ở trong ngôi nhà của mình. Đầu tiên xác định một cái quan điểm rất rõ ràng với các anh chị, đâu thế nào là hướng, thế nào là phương vị. Hướng là khi bước mặt ra khỏi cửa, mặt mình nhìn thẳng về đâu thì đấy chính là hướng. Hướng nó tạo ra cái tọa hướng của ngôi nhà chị, của ngôi nhà anh chị, tức là phần tọa là phần sau lưng và hướng là toàn bộ cái phần mặt của ngôi nhà mình hướng thẳng về đâu. Tức là khi chúng ta bước mặt ra khỏi cửa, tia mắt của mình nhìn thẳng vào đâu thì đấy chính là hướng của ngôi nhà. Tương tự như thế, làm thế nào để xác định được hướng ngôi nhà thì các anh chị tiến hành là sử dụng cái ứng dụng là La Bàn Việt. Các anh chị dùng điện thoại iOS của iPhone hoặc là các anh chị dùng các điện thoại chạy hệ điều hành Android, tức là Samsung hoặc Oppo hoặc là một số dòng điện thoại khác, thì các anh chị hoàn toàn có thể tải máy cái thiết bị là La Bàn Việt để các anh chị đo về hướng. Thì nguyên tắc về hướng là bước mặt sau khỏi cửa, mặt mình nhìn thẳng vào đâu thì đấy chính hướng. Do đó là các anh chị cầm cái điện thoại trên tay cũng thế, ở trạng thái thăng bằng và để cái chiều mũi tên của điện thoại nó chỉ thẳng về đâu, nó cắt qua bao nhiêu độ và nó báo ở trên mặt của la bàn là bấy nhiêu độ thì đấy chính là hướng của nhà anh chị. Ví dụ chẳng hạn, đây là tôi đang đứng ở như thế này, nhìn thẳng về phía trước, đấy là hướng nhà của tôi nhỉ. Thì tôi cũng cầm cái điện thoại phía trước ở trạng thái thăng bằng, bởi trên này nó có cái giọt cân tâm. Do đó này các anh chị hoàn toàn cầm điện thoại trạng thái thăng bằng và nhìn xem cái mũi tên nó chỉ qua bao nhiêu độ và nó báo trên màn hình điện thoại là bấy nhiêu thì đấy chính là cái hướng nhà anh chị. Ví dụ tôi đang cầm trên tay, nó báo trên điện thoại tôi là tọa tuất hướng thìn 123 độ, tức là tọa tây bắc và hướng đông nam 123 độ thì đấy chính là hướng nhà của tôi. Với cái việc mà xác định được tọa hướng của ngôi nhà như vậy, để các anh chị đánh giá xem là cái căn cứ và cái thông tin mà tháng vượng mà chúng tôi đưa ra để các anh chị biết rằng là hướng nhà mình thì triển khai vào tháng vượng là tháng nào. Đối với cái tháng 2 là tháng Kỷ Mão thì chúng ta cũng có thể tu tạo sửa chữa được với phương vị Nam. Phương vị ở đây là chúng ta tính từ tâm của ngôi nhà, tức là sau khi mà xác định được hướng ngôi nhà rồi thì các anh chị có thể là đứng tại giữa khu vực giữa của ngôi nhà, giữa ngôi nhà bằng cách chính là giao điểm của bốn cái phần móng nhà đấy ạ, bốn phần góc của ngôi nhà thì nó ra trung cung của ngôi nhà, thì tại cái đứng tại điểm giữa của ngôi nhà đấy theo cái hướng nhà thì các anh chị có thể xác định được bốn phương tám hướng xung quanh của chúng ta, thì cái phương vị Nam chính là cái khu vực phía Nam ở trong ngôi nhà của chúng ta. Thì trong cái tháng 2 là tháng Kỷ Mão chúng ta có thể tu tạo sửa chữa tại cái phương vị đó được các anh chị nhé, chúng ta có thể tu tạo tại phương vị Nam được. Thì bằng cách là các anh chị cũng tiến hành là sử dụng cái ứng dụng La Bàn Việt đấy, sau khi đo xong thì các anh chị khóa cái la bàn lại để nó không quay nữa, và các anh chị di chuyển vào phần giữa của ngôi nhà, nhìn mặt la bàn về đối chiếu sang xem là cái phương vị Nam nó nằm ở phương vị nào. Đấy chính là phương vị mà chúng ta có thể tu tạo sửa chữa được trong cái tháng 2 là tháng Kỷ Mão, bởi căn cứ theo yếu tố nhật nguyệt đạo xu hướng thì đáo tại cái phương vị đấy trong cái tháng 2 là tháng Kỷ Mão thì các anh chị hoàn toàn có thể tu tạo sửa chữa được. Để mà chi tiết hơn thì các anh chị vui lòng có thể liên hệ đến số 1900 2292 và bấm nhanh số 2 để đội ngũ trợ lý của thầy Tam Nguyên có thể hướng dẫn và tư vấn các anh chị một cách kỹ càng nhất, xem là với cái hướng nhà của anh chị đấy thì năm 2020 có thể xây dựng vào tháng nào, hay là vào cái tháng 2 này thì cái hướng nhà của anh chị có thể xây mới được hay không. Thì các anh chị vui lòng cũng có thể là liên hệ với lại Phong Thủy Thâm Nguyên chúng tôi để chúng tôi có thể tư vấn hỗ trợ các anh chị một cách chi tiết nhất, hoặc cũng có thể đến tại văn phòng của Phong Thủy Thâm Nguyên tại Hà Nội, tại phòng 510 tòa nhà 3TT đường Hoàng Lợi Thúy, Cầu Giấy, Hà Nội để được đội ngũ trợ lý của thầy Thâm Nguyên tư vấn cho các anh chị. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các anh chị trong cái chuỗi video tiếp theo.